Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, huấn luyện viên Park nhận tin xấu từ trụ cột hàng công đội tuyển Việt Nam. Sau Phan Văn Đức lại có thêm một cầu thủ quan trọng trên hàng công của tuyển Việt Nam báo tin xấu tới huấn luyện viên Park Hang-seo. Để chuẩn bị trận đấu với Nam Định tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có trận giao hữu với Đắk Lắk trên sân vận động Hàm Rồng chiều ngày 16 tháng 5 vừa qua. Do điều kiện thi đấu không được đảm bảo do trời mưa lớn, trận đấu đã kết thúc tỷ số 1-0 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai sau 38 phút thi đấu. Tuy nhiên, kết quả của trận giao hữu này không phải là điều quan trọng. Điều khiến người hâm mộ quan tâm nhất ở trận đấu này có lẽ là sự vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Được biết, tiền đạo mang áo số 9 của Hoàng Anh Gia Lai gặp phải chấn thương khớp háng và phải tập riêng bên ngoài sân. Theo các bác sĩ của đội bóng Phố Núi, đây chỉ là chấn thương nhẹ và Văn Toàn sẽ cần vài ngày để hồi phục. Bản thân Văn Toàn cũng chưa biết chính xác khi nào mình mới trở lại. Anh muốn tập trung phục hồi hoàn toàn trước khi trở lại để không bị ảnh hưởng tới phần còn lại của mùa giải. Chấn thương của Văn Toàn một lần nữa khiến ông Park Hang-seo lo lắng. Trước đó, một cầu thủ khác trên hàng công của tuyển Việt Nam đó là Phan Văn Đức cũng bị đau trong buổi tập của Sông Lam Nghệ An. Những chấn thương này tuy là không quá nặng nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới phong độ cũng như khả năng thi đấu của hai cầu thủ quan trọng trên hàng công của tuyển Việt Nam. Điều này sẽ khiến những mục tiêu của ông Park Hang-seo vào cuối năm nay trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Công Phượng số 1 nhưng Tuấn Anh mới là báu vật của Bầu Đức. Công Phượng là con gà đẻ trứng vàng cho Bầu Đức. Nhưng với ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai, báu vật của đội bóng Phố Núi, chắc chắn không ai khác ngoài cái tên đó là Nguyễn Tuấn Anh. Tính đến lúc này đây, với lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Bầu Đức, nhóm 5 chàng ngự lâm quân gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn và Đông Triều thì dường như còn mỗi chân sút xứ Nghệ là được coi là niềm hy vọng lớn nhất cho ông chủ đội bóng Phố Núi. Nói thế chẳng những có nghĩa 4 cái tên còn lại không gánh trách nhiệm làm dạng danh cho Bầu Đức. Nhưng Công Phượng thực sự là người mà ông chủ Hoàng Anh Gia Lai đặt nhiều hy vọng nhất cho cả việc làm thương mại lẫn thành công trên sân cỏ. Công Phượng không thành công ở trời Âu nhưng chắc chắn Bầu Đức chưa thôi khát khao đưa chân sút này xuất ngoại một lần nữa. Việc cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mượn hẳn một mùa giải để làm bước đệm trước khi tính đến tương lai là lời khẳng định cho điều vừa nói. Không chỉ có thế, trong một số thương vụ của Bầu Đức, tiền đạo đang tạm khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng luôn được sát cánh cùng chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tham dự sự kiện. Như mới đây nhất, Công Phượng thay mặt Bầu Đức triển khai chuỗi cà phê do ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai kết hợp cùng Bầu Thắng, Bầu Hải mở tại Bình Dương là ví dụ điển hình. Nhưng Tuấn Anh mới là báu vật của Bầu Đức. Dựa trên yếu tố thương hiệu, rõ ràng Công Phượng là con gà đẻ trứng vàng cho Bầu Đức. Nhưng trên thực tế, cái tên mà ông chủ đội bóng Phố Núi yêu thương không kém con đẻ chắc chắn không ai khác ngoài Tuấn Anh. Nghe có vẻ như thiếu hợp lý khi mà Tuấn Anh kể từ khi ra trường gần như chỉ mang đến cho Bầu Đức lo âu, hiếm khi nào giúp được quá nhiều trong việc quảng bá hình ảnh của Hoàng Anh Gia Lai lẫn tập đoàn. Nhưng sự thật là vậy, Bầu Đức có thể nói rằng yêu thương thằng Nhô một cách vô điều kiện. Từ những ngày đầu vào học viện, biết cầu thủ nhỏ bé đến từ Thái Bình thiếu tự tin vì dị tật bẩm sinh, Bầu Đức quyết định đưa đi Pháp để phẫu thuật. Khi những cầu thủ khác trưởng thành, bay cao trên con đường sự nghiệp, Tuấn Anh thì vật vã với những chấn thương dai dẳng để Bầu Đức một lần nữa giang tay khi liên tục hối thúc cấp dưới tìm mọi cách chữa trị cho tiền vệ người Thái Bình, bất kể chi phí, thời gian. Đến bây giờ, đôi chân của Tuấn Anh coi như ổn khi mà chơi xuất sắc trong màu áo của tuyển Việt Nam hay chặng đường về sau ở V-League 2019. Nhưng Bầu Đức vẫn chưa an tâm để nhiều lần khẳng định muốn ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai cẩn trọng với tiền vệ này. Những gì Bầu Đức dành cho Tuấn Anh chắc chắn không thể đong đếm và đổi lại, tiền vệ người Thái Bình cũng đã khẳng định gắn bó trọn đời với Hoàng Anh Gia Lai như một cách đền đáp ân tình mà ông chủ đội bóng Phố Núi dành cho mình. Nhưng chỉ thế thôi thì sẽ không là đủ khi ai cũng hiểu rằng Bầu Đức cần Tuấn Anh tỏa sáng hơn nữa trên sân cỏ, bởi chỉ có thế mới làm ông chủ đội bóng Phố Núi tọa nguyện sau rất nhiều kỳ vọng cho tới yêu thương dành cho thằng Nhô. Và điều này với Tuấn Anh chẳng khó vì chỉ cần thêm may mắn không chấn thương thì sẽ thừa sức làm được. Thế thì nhân dịp bước sang tuổi mới, mong may mắn đến với tiểu Moza Nguyễn Tuấn Anh, bởi chẳng riêng gì Bầu Đức mà rất nhiều người hâm mộ Việt Nam chờ anh tỏa sáng. Tin tiếp theo, cựu huấn luyện viên Indonesia, ông Park Hang-seo đã gặp may mắn. Cựu huấn luyện viên tuyển Indonesia, ông Simon McManamy cho rằng thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo có yếu tố của sự may mắn.
Dưới sự dẫn dắt của ông Park, bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công từ cấp độ trẻ cho tới tuyển quốc gia. Cựu huấn luyện viên tuyển Indonesia, ông Simon McManamy, ngưỡng mộ thành tích của ông Park. Tuy nhiên, nhà cầm quân này nhận định vị chiến lược gia người Hàn đã gặp may mắn. Huấn luyện viên Simon McManamy chia sẻ rằng, tôi nghĩ ông Park may mắn được thừa hưởng hệ thống có tổ chức tốt, các cầu thủ trẻ với sự hỗ trợ của giám đốc kỹ thuật. Ông ấy thật may mắn vì có trong tay nhiều cầu thủ giỏi và kết quả cho thấy ông ấy đã làm tốt. Theo tiết lộ của ông Simon McManamy, nhà cầm quân này đã tìm gặp giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede để tìm hiểu cách làm bóng đá trẻ của Việt Nam. Chúng tôi trao đổi rất nhiều với nhau, tôi hỏi ông ấy làm thế nào phát triển đội tuyển quốc gia như vậy khi giải quốc nội có chất lượng thấp hơn cả Liga Indonesia. Làm sao mà tuyển lại mạnh như thế khi giải quốc nội hoàn toàn không xứng tầm? Làm sao làm được tất cả những điều đó? Indonesia nhiều lần phải đón nhận thất bại trước Việt Nam của ông Park. Trận thua vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á năm ngoái chính là nguyên nhân dẫn đến việc huấn luyện viên Simon McManamy bị sa thải. Vị chiến lược gia người Scotland khẳng định Indonesia cần học hỏi Việt Nam trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Hiện tại, Hiệp hội bóng đá Indonesia PSSI đã bổ nhiệm huấn luyện viên Shin Tae-yong, một vị chiến lược gia người Hàn. Ông Shin sẽ có nhiệm vụ xây dựng bóng đá Indonesia một cách có hệ thống, với nền móng chính là việc đào tạo thế hệ tương lai của xứ vạn đảo. Hà Nội FC thông báo tình hình của Đỗ Duy Mạnh. Thưa quý vị, chấn thương của Duy Mạnh đang tiến triển khá là tốt, tuy nhiên trung vệ của Hà Nội FC vẫn chưa thể vận động ở cường độ cao. Duy Mạnh gặp chấn thương trong trận siêu cúp quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh buộc phải thực hiện phẫu thuật tại Singapore và được chẩn đoán cần 9 đến 10 tháng hồi phục. Đầu tháng 4, Duy Mạnh có mặt tại trung tâm PVF bắt đầu quá trình tập luyện điều trị chấn thương. Tại đây, Duy Mạnh hội ngộ với những người đồng đội gồm Xuân Trường, Đình Trọng, Huy Hùng. Hà Nội FC thông báo hiện Duy Mạnh đang tập hồi phục ở PVF. Duy Mạnh tập 4 tiếng mỗi ngày với các bài tập như xe đạp, hoạt động dưới nước. Mặc dù đã đi lại bình thường nhưng Duy Mạnh chưa thể hoạt động cường độ cao. Hà Nội FC đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng phòng ngự. Không chỉ Duy Mạnh phải nghỉ thi đấu dài hạn, Trần Đình Trọng cũng tái phát chấn thương hồi đầu tháng 3, dự kiến phải nghỉ thi đấu trong 3 tháng. Thiếu vắng bộ đôi trung vệ trụ cột có thể là những cái lý do lớn dẫn đến thất bại của Hà Nội FC trước Than Quảng Ninh ở vòng 2 V-League 2020. Đội bóng thủ đô sử dụng cặp trung vệ Tiến Thành, Bùi Hoàng Việt Anh ở trận đấu này. Hiện cả hai cũng gặp chấn thương. Mùa giải 2020 dự báo là mùa giải đầy thách thức dành cho Hà Nội FC. Các đối thủ sẵn sàng lật đổ sự thống trị của đương kim vô địch, đặc biệt là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng đang dẫn đầu với 2 trận toàn thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.